Cô chào các em. Sau đây, cô sẽ cùng các em trả lời câu hỏi số 4, trang 50, sách giáo khoa sinh học 9, đề bài như sau. Một đoạn mạch của ADN có cấu trúc như sau. Mạch 1, A, G, T, X, X, T. Mạch 2, T, X, A, G, G, A. Viết cấu trúc của hai đoạn ADN con được tạo thành sau khi đoạn mạch ADN mẹ nói trên kết thúc quá trình tự nhân đôi. Để trả lời câu hỏi này, các em hãy xem lại nội dung kiến thức bài 16 ADN và bản chất của gen, sách giáo khoa sinh học 9, trang 48. Như các em đã biết, ADN tự nhân đôi theo 3 nguyên tắc. Nguyên tắc thứ nhất là nguyên tắc khuôn mẫu. Phân tử ADN con được tổng hợp dựa trên một mạch khuôn của phân tử ADN mẹ ban đầu. Nguyên tắc thứ hai là nguyên tắc bổ sung. Các nucleotide tự do liên kết bổ sung với mạch ADN gốc. A liên kết với T, G liên kết với X. Nguyên tắc thứ ba là nguyên tắc bán bảo toàn. Trên mỗi phân tử ADN con có một mạch là của phân tử ADN mẹ, còn một mạch là do tổng hợp. Dựa vào những kiến thức đó, chúng ta sẽ cùng nhau đi vào lời giải chi tiết. Phân tử ADN con có cấu trúc và trình tự nucleotide giống với phân tử ADN mẹ. Với ADN con 1, mạch 1 là mạch cũ A, G, T, X, X, T. Mạch mới được tổng hợp sẽ là T, X, A, G, G, A. ADN con 2, mạch cũ sẽ là T, X, A, G, G, A. Mạch mới sẽ là A, G, T, X, X, T. Như vậy, cô cùng với các em đã trả lời xong câu hỏi số 4, trang 50, sách giáo khoa sinh học 9. Cảm ơn tất cả các em đã lắng nghe.